Dạ, nhưng mà khi mà tham gia chương trình này thì má em nói rằng là thấy ở nhà toàn làm đổ bể đồ đạc này nọ không à, thì lại đây mà tự nhiên giúp sao giúp được. Thì em hy vọng là lát nữa những cái game mà em có thể tham gia là những em làm rất tốt nha. Dạ. Chúng ta đang hồi hộp chờ đợi những giây phút cuối cùng quý vị. Loan ơi, nào hãy giúp chúng tôi. Xác xác, nhanh lên. Vô. Có khi nãy ném rồi. Hai cái lon nữa. Ây, hay quá. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cho coi đồng hồ cái đó. Số mấy? Dạ không ạ. Không không. Số mấy mình Cường? Dạ không không ạ. Không không. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Chưa một phút, chưa một phút đi ơi, đi ơi, đi ơi. Để ta có thời gian. Rồi rồi, em cứ chạm bóng đi, em ném bóng đi. Rồi rồi, em lên đi. Lên luôn đi. Đúng rồi. Có tìm được chưa? Đứng. Mình cầm bóng trước đó Thịnh. Rồi cứ tới mà liền thôi. Không được rồi. Không được luôn. Cố gắng lên Thịnh. Cái nào gần gần nhất cho nó có khi thế rồi. Wow. Không được rồi. Nhắm nhắm cho nó kỹ vô Thịnh. Trời ơi. Nhắm vô. Nhắm. Chưa chưa. Chưa được vô. Lấy bóng nhiều nhiều vô đi. Vô. Vô đi Mạnh Cường, anh Thi, bắt đầu. Hai bạn vô luôn. Nào, hãy cùng nhau chúng ta làm ngã tất cả các lon của chương trình. Thử thách này cũng dễ chứ cũng khó. Quan trọng là... trời ơi. Được rồi, cứ như vậy nha. Đó, cố gắng làm sao mà nó ngã hết. Hay quá. Hay lắm Thịnh. Cố lên. Vô. Không được rồi. Xong chúng ta cử một người qua nhặt bóng nha. Ôi. Hay lắm Thịnh. Thịnh ơi, Thịnh ơi. Cử một người ra nhặt bóng. Ê. Rồi, đi lấy bóng đi, lấy bóng đi. Thịnh ơi. Ôi xong. Lấy bóng nhiều lên. Hai người ổn định thăng bằng, sau đó chúng ta sẽ bóng được. Thôi. Liền ngay cái ghế nó ngã cũng được. Ơi. Cố lên, cố lên. Vô. Vô. Hay lắm Cường. Chúng ta đang hồi hộp chờ đợi những giây phút cuối cùng quý vị. Loan ơi, nào hãy giúp chúng tôi. Xác xác, nhanh lên. Gia đình thứ hai sẵn sàng. Chúng ta kiểm tra đồng hồ xong rồi hãy bóng luôn. Không không. Không không. Không không luôn nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Cường và rồi, 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 rồi. Anh Thi từ từ vào nha. Cứ tìm bóng lên đây đi. Rồi. Bóng nhiều lên đây. Rồi, rồi rồi, ném ném được rồi đó, ném được rồi. Chúng ta dành thời gian ném bóng đi. Úi giời ơi. Nhắm đó con. Thư nhắm cho nó kỹ vô. Cố lên Thư. Không có được rồi. Thấp xíu xíu Thư ơi. Em trai đứng anh ném luôn đi, hai người mà. Đó, hai người mà. Ngay cái giữa đó. Không được rồi. Thư nắm bóng không được rồi. Đó vô. Hay lắm. Vô vô vô. Ráng lên. Cổ động viên quyết liệt lên nào. Cố lên. Cố lên. Trời ơi. Hay quá Thi ơi. Thư ơi là Thư, hay lắm. Thư và Thi, hai cô gái mảnh mai lại làm nhiệm vụ khá đặc biệt. Ôi ơi. Hay quá. Cứ chúng ta là ngã thôi. Vô. Lấy bóng càng nhiều càng tốt. Cố lên. Cố lên nào. Bóng đâu, bóng đâu. Nhanh lên. Nhanh lên. Cố lên. Vô. Ráng lên. Cố lên. Vô. Hay quá. Có khi nãy ném rồi. Hai cái lon nữa. Ây, hay quá. Cố lên. Wow. Hồi hộp quá quý vị. Trời ơi. Ráng lên nào. Tôi cũng thấy cái lon này ngã xuống.
Tôi không thấy cái lon này ngã. Thôi, chúc mừng. Chúc mừng. Cố lên. Ngoài. Ủa chưa hả? Em được lại được đúng không? Anh Thi, chưa, anh Thi chưa? À chưa hả? Lên. Anh Thi chưa? Cố lên. Chưa coi nào hết. Vô. Hai cái ngã rồi. Vô. Được rồi. Cầm nhiều lên. Cầm nhiều lên rồi, hãy thôi. Cố lên. Không được rồi. Anh Thi và Mạnh Cường vô ném luôn. Tham gia luôn. Đó. Lấy càng nhiều quả bóng là tốt. Cố lên. Ây da. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Khang ơi. Anh Thi, nào, có cái lon nào? Có lon nào nhả không? Vô. Lượm bóng đi, lượm bóng lên nào. Cố lên. Ở đây nóng quá vậy, chúng ta dành một người để ném bóng đi. Rồi, mau lên. Lấy bóng đi. Cố lên. Cổ đồng viên quyết liệt quá. Thôi. Vô. Ráng lên. Đi. Chúng ta đi lấy bóng đi. Khó nha. Cuối cùng là áp lực lắm á. Vô. Ý. Còn rất là nhiều lon. Cố lên nào. Cố lên. Quan trọng là lấy bóng thôi. Lấy nhiều bóng lên. Vô, trời ơi. Hay quá. Chúng ta còn rất là nhiều lon. Thời gian vẫn còn đang chạy và tất cả những thành viên trong gia đình của Khang đang rất là nỗ lực. Cái ba cái đi. Anh Thi và ba cái đi. Phương. Đây là gia đình cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay quý vị. Xem nữa. Để xem gia đình okay. Nào sẽ dành thời gian. Ba cái đi tổng. Hay quá. Cố lên. Đây. Ai mà không có gì. Cái kìa quá. Hay quá. Còn hai cái nữa. Hả? Hết sao? Còn hai cái nữa. Vô đáp. Vô. Còn một cái nữa. Một cái. Yeah. Quá trời. Quá trời quá đất ơi. Chúc mừng luôn em Khang. Một cái cuối cùng trúng đích luôn. Chúc mừng cả ba gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.